Lan Ngọc và những scandal từng gây chấn động showbiz Việt. Nổi tiếng cũng sẽ luôn đi kèm với tai tiếng, đó là quy luật bất thành văn trong làng giải trí Việt hiện nay. Ngay cả những nghệ sĩ cố gắng duy trì đời sống nghệ thuật sạch sẽ cũng khó tránh tai bay vạ gió. Và đối với Ninh Dương Lan Ngọc cũng thế. Cô được xem là ngọc nữ của điện ảnh Việt Nam với những thành công mà bất cứ cô gái nào cũng phải mơ ước. Đi đôi với những thành công đó thì Ninh Dương Lan Ngọc cũng từng vướng phải không ít những scandal gây chấn động làng showbiz Việt. Và clip hôm nay, Hero Thanh sẽ cùng các bạn điểm lại những scandal của Ninh Dương Lan Ngọc nhé. Nhớ đăng ký kênh Hero Thanh Studio để theo dõi nhiều clip hay hơn nha. Lan Ngọc từng bị đồn làm gái, mua giải. Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và được khán giả biết đến rộng rãi qua vai nương trong phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận. Cũng vào thời điểm này, một số thông tin rằng Lan Ngọc làm gái, mua giải bất ngờ nổ ra và lan truyền khắp nơi gây ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của nữ diễn viên. Thậm chí chia sẻ trong một chương trình talk show, Lan Ngọc cho biết cô từng có ý định bỏ nghề vì cảm thấy khủng hoảng, không biết làm sao để có thể bước đi vững vàng trong ngành giải trí. Đó là lúc tôi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề và được mọi người biết tới qua vai diễn nương trong Cánh Đồng Bất Tận. Không biết từ đâu xuất hiện tin đồn tôi làm gái, đi khách, được ba mua giải. Giờ nghĩ lại, tôi thấy rất buồn cười. Nhưng lúc đó do còn trẻ nên tôi sốc và sợ hãi vô cùng. Chỉ biết khóc, không dám ra đường vì sợ người ta nói mình làm gái. Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về scandal đầu tiên trong sự nghiệp. Lúc đó cô đã quyết định tạm dừng hoạt động trong 2 năm để lấy lại tinh thần, cân bằng cuộc sống. Sau nhiều năm hoạt động, Lan Ngọc cho biết giờ đây cô đã có thể bản lĩnh và mạnh mẽ hơn khi đối mặt với những tin đồn liên quan đến mình. Bị Minh Luân tố bắt cá hai tay. Minh Luân và Ninh Dương Lan Ngọc từng là đôi tình nhân được chú ý rất nhiều trong showbiz. Cặp trai tài gái sắc thậm chí còn bị đồn sắp kết hôn, nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Thế nhưng, sau 3 năm hẹn hò, Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Luân lại bất ngờ đường ai nấy đi. Điều đáng nói, cả hai lại vướng vào những ồn ào không đáng có sau đó. Cụ thể, Minh Luân từng đăng đàn cho rằng Ninh Dương Lan Ngọc bắt cá hai tay, bỏ mình để đến với người khác. Cùng thời điểm đó, nữ diễn viên lại bị tung bằng chứng tình tứ bên Chi Dân. Thời điểm đó, Minh Luân đã chia sẻ lại một bài báo phát hiện Lan Ngọc nắm tay Chi Dân đi xem phim giữa đêm và viết một status gây xôn xao. Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Thầm cảm ơn bài báo rất nhiều, nhờ vậy mới biết được tại sao đúng ngày hôm đó gọi không nghe, nhắn tin không trả lời. 3 giờ sáng gọi lại gây lộn và đòi chia tay, hi hi. Dù cho sau này lên truyền hình, Minh Luân đã gửi lời xin lỗi đến tình cũ, nhưng chuyện vẫn thỉnh thoảng được nhắc lại. Đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân vẫn là dấu chấm hỏi lớn. Lan Ngọc vướng ồn ào thái độ với đàn chị Thủy Tiên. Tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020, hội chị em Lan Ngọc, Linh Chi và Ngọc Trinh đã được xếp ngồi cạnh Thủy Tiên. Trong lúc bộ ba tạo dáng chụp ảnh cùng nhau, Linh Chi đã vô tình hất tóc trúng vào mặt đàn chị Thủy Tiên, khiến đàn chị phải đứng dậy, rời đi ngay sau đó. Đang nói, đoạn video được ghi lại còn cho thấy Lan Ngọc và Linh Chi đã quay sang nhìn đàn chị Thủy Tiên với ánh mắt sắc lẹm, không mấy thiện cảm. Đoạn clip sau khi được tung ra đã gây bão cộng đồng mạng, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Lan Ngọc và Linh Chi vì thái độ vô lễ với đàn chị. Mặc dù sau đó đích thân ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng đính chính rằng mình rời đi là để chụp ảnh và sau đó về thẳng nhà do quá mệt chứ không phải bị ảnh hưởng từ ai khác. Dù vậy, nhưng thời điểm đó, số lượng các hội nhóm anti Lan Ngọc và Linh Chi vẫn liên tục tăng cao, cho thấy khán giả vẫn chưa có ý định sẽ dễ dàng bỏ qua ồn ào lần này. Bị chỉ trích vì diện trang phục không phù hợp khi đi từ thiện. Không chỉ vướng tin đồn từ trên trời rơi xuống, Lan Ngọc còn bị chỉ trích vì đi từ thiện nhưng diện trang phục không phù hợp. Cụ thể, vào khoảng tháng 7 năm 2020, Ninh Dương Lan Ngọc đã có dịp đến chùa thăm một bé gái bị hở hàm ếch để giúp đỡ bé trong việc chữa trị. Tuy nhiên, thay vì ủng hộ hành động thiện nguyện của Lan Ngọc, nhiều người lại lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên vì diện chiếc áo có phần cổ khoét sâu và tay bèo nhún. Đặc biệt, hình ảnh Lan Ngọc để móng tay dài được đính kết cầu kỳ khi đến thăm các bé cũng trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Trước những ý kiến tranh cãi, Ninh Dương Lan Ngọc đã lên tiếng giải thích rằng mình vừa đi sự kiện về thì lập tức chạy đến chùa để thăm bé nên không kịp chuẩn bị quần áo nghiêm túc, tay chân gọn gàng. Đồng thời, nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi và hứa sẽ thật tâm kiểm điểm nghiêm túc lại vấn đề. Lan Ngọc dính nghi án lộ clip nóng. Đầu tháng 3 năm 2021, các diễn đàn giải trí đồng loạt chia sẻ hình ảnh một cô gái được cắt ra từ clip 18+, kèm nghi vấn nữ chính là một diễn viên Việt Nam nổi tiếng. Sau đó, Ninh Dương Lan Ngọc liền bị gọi tên dù chưa rõ thực hư.
Ngay lập tức Ngọc Nữ đã lên tiếng khẳng định người con gái trong đoạn clip đen không phải là mình. Sự việc này thật sự là cú sốc lớn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của tôi và ảnh hưởng rất lớn danh tiếng của tôi. Bản thân là một người nghệ sĩ hoạt động chân chính, tôi luôn phải giữ gìn hình ảnh của mình thật kỹ, không bao giờ cho phép xảy ra những sự việc như thế này. Ninh Dương Lan Ngọc giải bày. Trong buổi trả lời báo chí, Ninh Dương Lan Ngọc cho hay, ngay khi xuất hiện tin đồn không hay, cô và ekip đã tìm cách để giải quyết vấn đề thật nhanh. Khi đã có bằng chứng minh oan thì nữ diễn viên cũng không muốn gây tổn hại đến nữ chính trong video nhạy cảm. Tôi nghĩ rằng điều này không phải do tôi làm ra, không phải sự thật nên chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng năm xui tháng hạn nên điều không may có thể đến bất cứ lúc nào nên thành ra cứ dáng, nhẹ nhàng để nó trôi qua, cô chia sẻ. Theo Ninh Dương Lan Ngọc, đoạn video đã xuất hiện từ ngày 4 tháng 2 năm 2021 đến đầu tháng 3 cô mới nhận được thông tin. Tôi nghĩ rằng có người đã muốn hại tôi, song dù gì tôi đã được minh oan, đó là điều mà tôi mong muốn mọi người tiếp nhận. Tôi cũng không muốn đẩy vấn đề này lên nữa để gây tổn hại đến mọi người, cô khẳng định. Khi scandal xảy ra, Ninh Dương Lan Ngọc lo lắng sự việc sẽ ảnh hưởng đến hai người cháu của mình bởi cả hai đã biết chơi điện thoại rồi và rất hay tìm thông tin về dì trên mạng. Hôm đó cháu có hỏi tôi một câu là, dì ơi, sao cháu thấy mọi người kêu là Ninh Dương Lan Ngọc lộ clip trên trang web đen, đó là gì vậy? Tôi chỉ lo lắng nhất là cháu mình bị những thông tin tiêu cực đó ảnh hưởng, chứ còn lại mọi thứ vẫn bình thường, nữ diễn viên trải lòng. Trước đó, phía Ninh Dương Lan Ngọc đã chỉ ra sự thật về việc gương mặt của cô gái trong clip được cho là có nhiều nét giống Lan Ngọc. Đó là một công nghệ deepfake để ghép mặt của một người vào thân hình người khác xuất giống thực. Phía quản lý của Lan Ngọc khẳng định công ty và nữ diễn viên không bao giờ dùng chiêu trò trong nhiều năm qua, vì việc làm như vậy sẽ gây tổn hại đến danh tiếng cũng như định hướng sự nghiệp của diễn viên. Xinh đẹp, tài năng, hết mình trong hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc đã chứng minh cho khán giả thấy được mình là một nghệ sĩ hoàn toàn đi lên bằng chính thực lực. Tuy nhiên, những câu chuyện đời tư và thái độ của nữ diễn viên đôi khi vẫn khiến người hâm mộ vẫn có chút bận tâm suy nghĩ. Hy vọng rằng sau những lần vướng ồn ào tai bay vạ gió, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn sẽ giữ được hình ảnh ngọc nữ của mình trong lòng khán giả.